Trước những bất cập bộc lộ sau khi Nghị định 71 bắt đầu được triển khai, Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An toàn Xã hội Bộ Công an cho biết hiện đang xây dựng dự thảo thông tư bổ sung quy định về việc đăng ký mua bán xe qua nhiều đời chủ nhưng không có giấy tờ, với phương châm tạo điều kiện để người dân sang tên cho phương tiện không tìm được chủ cũ. Cụ thể, đối với xe mua bán, cho, tặng qua nhiều chủ, nhưng người đang sử dụng không thể liên hệ với chủ sở hữu xe trước đó, nếu thiếu hoặc không có chứng từ chuyển nhượng, người đang sử dụng phải có đơn cam kết chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của xe và có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn về địa chỉ nơi cư trú của chủ xe, thay cho chứng từ chuyển nhượng xe. Cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và các thủ tục khác đúng quy định thì cấp giấy đăng ký tạm thời theo biển số cũ. Thời hạn cấp là 30 ngày và đóng dấu không được chuyển nhượng xe vào giấy đăng ký tạm để quản lý. Cùng với đó sẽ gửi thông báo việc tiếp nhận hồ sơ sang tên xe cho người đứng tên đăng ký xe trong hồ sơ biết và niêm yết tại trụ sở cơ quan đăng ký xe. Sau 30 ngày gửi thông báo không xảy ra khiếu kiện, tranh chấp thì cấp giấy đăng ký xe cho người đang sử dụng phương tiện.